mình quen nhau á là vì cái tính cách, chứ ngoại hình á thì thời gian thì nó cũng sẽ biến mất mà thôi. Cho nên em đừng có nghĩ cái ngoại hình của anh quá trẻ so với em, cái quan trọng là cái tính cách của anh có quá trẻ so với em hay không mà thôi. Hay câu này hay, quan trọng là biết là em có quá trẻ so với em không. Em tên là Lê Văn Dũng, em sinh năm 93, hiện tại em đang là kỹ sư hệ thống, đó là một ngành trong công nghệ thông tin. Bạn làm ở đâu? Em làm ở ngay phòng xây dân chủ anh. Gần ở đây. Dạ. Là quê ở đâu Dũng? Em đang sinh sống ở Biên Hòa. Là mỗi ngày em đi về thành phố Hồ Chí Minh với Biên Hòa hả? Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chàng trai ở bên. Em tên là Nguyễn Trang Thành, năm nay em 28 tuổi, em đến từ Lâm Đồng và hiện nay thì em đang làm kế toán. Em cũng có một cửa hàng nho nhỏ bán quần áo ở trên đường Huỳnh Văn Bánh á. Em có ngại quen bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không? Dạ không ạ. Bên kia là sinh năm 93 là 25 hả em? 25 ạ. 25 đúng rồi, em là sinh... Dạ, em là sinh năm 90, em 28 tuổi. Tám. Dạ. Bạn trai có vấn đề gì về vấn đề tuổi tác không em? Dạ không ạ. Rồi, vậy thì thoải mái ha, mình em giới thiệu. Em có điểm mạnh và điểm yếu gì? Đúng rồi. Điểm mạnh của em á, thì em là người quyết đoán, em có ý chí cầu tiến. Còn cái điểm yếu của em á, thì thực sự là cái thân hình của em á, nhìn nó nhỏ nhắn, không có được manly lắm. Cộng với lại là cái tính em rất là nóng tính nữa. Ồ, người gì mà nóng tính hả? Dạ. Không được manly mà sao nóng tính? Thì dạ không manly chứ không phải là bên trong không manly ạ. Nó chỉ là bên ngoài thôi ạ. Nhưng mà anh thấy em đầy nam tính đó chứ. Rồi bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Em rất là hòa đồng, em biết nấu ăn, cũng rất là dễ tính. Ngoài thứ thì em rất là dễ chịu. Vậy là được rồi. Còn điểm yếu của mình? Tuy là em rất là hòa đồng, rất là dễ tính, nhưng mà em cũng có những cái nguyên tắc. Thành ra là nếu mà ai đụng vô cái nguyên tắc của em thì em rất là khó chịu. Nguyên tắc gì? Ví dụ cụ thể luôn đi em. Dạ mình đang mệt á, mà ai mà cứ hay bắt chuyện mình nữa thì mình sẽ rất là khó tính. Dạ lúc đó chắc em chửi. Em chửi luôn á? Vậy làm sao ta biết lúc nào em mệt, lúc nào em vui? Dạ nên em cũng thấy có nhiều khi em sai quá. Em hốt mình dạ. Mệt mình phải nói hoặc để cái bảng đang mệt miễn tiếp khách, thí dụ vậy. Dạ nên nhiều khi em mệt á là cái mặt của em nó rất là lạnh lùng. Đâu ví dụ mặt lạnh lùng sao đâu? Vì đang lúc này đang vui quá. Lúc này đang vui quá hả? Dạ. Rất là dễ thương đúng không quý vị? Rồi tình trường của em thì sao? Dạ em cũng trải qua 2-3 mối tình nhưng mà không có đi đâu tới đâu hết. Coi như là cái thời gian mà em không còn yêu ai nữa ngưng là khoảng cả 4 năm. Em đi làm tối về là cũng mệt quá rồi, lâu lâu là đi uống cà phê với bạn bè, đi ăn gì thôi. Dạ thành ra là cũng không có tiếp xúc gì với mọi người nữa. Rồi để coi chàng trai bên kia tình trường coi sao, có kinh nghiệm gì không ha. Dùng mấy mối tình rồi? Thì em cũng có vài mối tình nó không đi đến đâu. Cái lý do mà tới giờ em vẫn ế thì em nghĩ là do em khó tính. Có một số chuyện em thấy rất là nhỏ, như bạn nữ nói là đụng vào cái nguyên tắc của mình á. Cho nên là em rất là khó chịu trong trường hợp đó. Mà trong những lúc khó chịu, mà trong lúc nóng giận á, thì thay vì đôi khi thì em sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng mà do cái đôi khi cái tôi của em hơi cao cho nên là em toàn im lặng không anh. Cái đó cũng cá tính nhưng mà đôi khi nó cũng thất bại. Dạ. Bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích nhất là bạn nữ dịu dàng, chút cá tính cũng được. Và bạn nữ đó tóc dài và tóc hơi xanh xanh đó anh. Kiểu tóc hơi xanh xanh. Dài hơi xanh xanh nữa. Cái kiểu nó Bồng bền. Dạ nó như mì tôm đó anh. Em thích nhất là một bạn nữ mà thông minh, nhanh nhạy. Em rất thích điểm đó luôn. Có điểm gì em không thích cho người phụ nữ không? Là họ hút thuốc lá. Em còn vẫn quan trọng tính cách, bởi vì em gặp xong thì em mới biết được là em có thích hay không. Rồi một chút xíu hai bạn sẽ trao đổi ha. Dạ. Bây giờ bạn gái mẫu người lý tưởng của em đặt ra là như thế nào? Dạ em không có đặt nặng cái vấn đề ngoại hình. Dạ em chỉ cần là bạn nam đó phải chín chắn một chút. Dạ với lại là không hút thuốc. Em không có thích bạn nam nhậu nhẹt. Thật ra thì em thích người con trai mà phải có chính kiến. Đơn giản ha, chỉ cần quan tâm yêu thương mình thôi ha. Đừng hút thuốc, đừng nhậu nhẹt. Mấy cái tiêu chí đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ em đáp ứng 100% ạ. Đây sáng sủa lắm mà. Nhưng mà có gọi là quyết đoán trong công việc, người có lập trường vững chắc không? Em không dám nhận xét, tự mình nhận xét như thế, nhưng mà em nghĩ là em có. Dù em có chững chạc quyết đoán, em đẹp trai, nhưng mà em vẫn là nhỏ hơn cô này 3 tuổi. Dạ. Người ta sẽ chững chạc hơn, trưởng thành sớm hơn em nữa. Em có ngại là em bị lép vế, em bị non hơn bạn gái không? Nếu mà em càng thích, em càng thấy đó giống như một thử thách hơn đấy chứ. Mình học được quá nhiều từ bạn nữ hơn mình tới tận 3 tuổi mà. Nhưng mà học xong rồi có bỏ đi không? Cái chuyện đó thì để thời gian nó quyết định, cần hơn là mình hứa trước từ bây giờ. Em có phải là mẫu người chung thủy không? Dạ, em nghĩ là em chung thủy. Sự nghiệp em đã ổn định chưa? Công việc thì ổn định rồi, nhưng mà em mình muốn hơn. Đúng rồi, đương nhiên mình trẻ mình phải cầu tiến chứ. Nếu lập gia đình thì em định như thế nào? Dạ, hiện tại thì cũng có nhà dưới Biên Hòa và cũng có nhà trên thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là ở đâu cũng được ạ. Cố gắng lên một chút xíu nữa thuyết phục bạn nữ dễ thương lắm. Dạ, em cảm ơn. Sẽ có mì tôm ăn mỗi ngày. Một chàng trai hình rất ok. Dạ, em cảm ơn anh. Xin chào đàn gái. Ồ, rất là xinh. Chàng trai bên đây có vẻ cũng rất là công tử ha. Đẹp trai đó. Chắc chắn là cũng có dễ nhiều cô để ý lắm. Đúng rồi, ghen không em?
cũng có ghen. Mà ghen cách nào? Thí dụ như em gặp một chàng người yêu của em đi với một cô gái nào đó. À, mét mẹ của bạn. Mét mẹ của bạn hả? Dạ, là mét chơi cho mét. Mét. Dạ, hồi nãy là giỡn với anh thôi. Thì em sẽ hỏi xử xem thử coi là mối quan hệ đó là gì để xem anh giải thích. Còn nếu như mà anh đi quá xa thì sẽ có những cái biện pháp khác. Dạ, nó mạnh tay hơn. Biện pháp từ từ tăng lên ha. Dạ đúng rồi. Em thích gì nhất về người đàn ông? Trầm tính. Dạ, biết lắng nghe. Có thích đàn ông ga lăng không? Dạ thích. Một cô gái rất là dễ thương, dễ tính ha. Được đó. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay bạn gái đi với ai nè? Dạ em đi với dạ chị đồng nghiệp. À, chị đồng nghiệp, cho chị gặp đồng nghiệp của em. À, xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả ở trường quay ngày hôm nay. Qua theo dõi hai bạn nãy giờ thì em có chút ý kiến á, là đối với bạn Dũng á, thì thấy là Thành á là một người lanh lẹ, quạt bác, hòa đồng, nên là cái phần tuổi tác nó có hơi chênh lệch, nhưng mà cái ngoại hình của Thành nó cũng nhỏ nhắn dễ thương, nên tôi nghĩ là cái tuổi tác nó cũng không quan trọng. Còn về phía Thành á, thì thấy bạn Dũng bên đây cũng là người nghiêm túc, dễ chịu, ngoại hình thấy cũng được, đẹp trai. Thì hy vọng là hai người sẽ bấm nút để có cơ hội tìm hiểu. Rồi, cảm ơn bạn. Trai đi với ai? Em đi với anh trai với lại em họ. Anh ruột á hả? Dạ. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Thì như này Dũng nói á, thì đúng á, Dũng là một người rất là cá tính đấy, và rất là quyết đoán đấy, thích là làm á. Còn nhận xét về bên bạn này nghe Dũng. Dạ. Anh thấy được đấy. Chú tiến hành anh. Anh ủng hộ. Rồi, nhưng mà cái đó là tùy duyên của hai đứa nha. Có nghị quyết rồi đó. Chú tiến hành thì anh ủng hộ rồi đó. Anh thua mình nữa thôi chứ người nhà là ủng hộ hết trơn rồi. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn lên. Rồi, mời hai bạn. Mì tôm. Chào bạn. À, hôm nay mình đi lên đó thì mình có mua một bó hoa để tặng bạn. Ừ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn gì? À, cảm ơn em. À. Được. Chủ động lên. À, thì để anh bắt đầu trước ha. À, tối mai em có rảnh không? Dạ rảnh. Em ở cái khúc nào đó nhỉ? À, em ở quận 10. Vậy ngay chỗ anh làm việc luôn rồi. Thì mình hay gặp nhau được lắm á. Dạ. Vậy thì tối mai á, sau khi anh làm việc xong á, anh sang rước em ha. Tụi mình đi ăn. À, em ăn nhiều lắm đó nha. Ừ, không sao. Anh á, thì khi thấy á, thì thấy em rất là một người rất là dễ thương. Thì cái chuyện tuổi tác á, thì không có quan trọng. Mà cái gương mặt anh á, thì hơi non. Chắc là mọi người sẽ thấy là hơi gai một xíu. Hả? Hơi gì? Hơi gai ạ. Không, chị thì thấy em không có gì gai. Nhưng mà từ lúc em chéo cái chân chị thấy gai á. Con trai phải banh banh ra chút xíu rồi. Rồi chị. À, đúng rồi. Đó, banh rồi. Chân lên gì? Thiệt tình. Anh là một người có vẻ ngoài nó không có được manly cho lắm, thì đôi khi anh cũng thấy hơi tự ti về chuyện đó. Theo suy nghĩ của chính bản thân em á, thì người đàn ông á, không có cần thiết phải quá ngoại hình. Cái mà họ cố gắng thể hiện mình là cái thực lực của bản thân. Đó là cái suy nghĩ của em, anh cũng đừng có suy nghĩ gì về ngoại hình của chính bản thân mình hết á. Để hiểu nhau hay là để hiểu hơn về tính cách của em á, mình gặp ở ngoài á, thì mình sẽ gặp nhau, mình nói chuyện được nhiều hơn. Có bấm nút thì mới gặp ở ngoài được. Dạ. Mà nói chuyện hồi không ai bấm nút hết là hết gặp ở ngoài luôn. Dạ, em thích tóc ngắn. Có sao không? Đối với anh thì nó không sao, nhưng mà đừng có ngắn như anh thì được. Cái chuyện hôn nhân á, thì anh phải 2 đến 3 năm nữa. Đối với anh một mối quan hệ nếu mà dưới 2 năm á, thì thực sự không có độ hiểu rõ. Nên em thì em có thấy ổn không? Em thì không có đặt nặng cái vấn đề là yêu rồi 2, 3 năm cưới. Mình sẽ dùng cả đời để mình hiểu nhau, chứ mình không thể nào mà 1 năm, 2 năm để mình hiểu hết được. Thì đối với em không có quan trọng cái thời gian để cưới nhau. Chỉ có điều là mình có đủ sẵn sàng hay không thôi. Tại vì một cái trách nhiệm phía trước. Đúng rồi. Cảm nhận bây giờ mọi người, hai người hãy nói lên cái suy nghĩ của mình hiện tại. Anh sẽ bấm nút. Và anh sẽ có trách nhiệm với quyết định của anh. Còn em? Em chưa có trả lời được là em có bấm nút hay không. Cảm nghĩ của em á, thì tại thấy anh trẻ quá so với cả em. Em còn muốn nói gì nữa không? Rồi nói nhất tất cả gì suy nghĩ em. Đừng lo. Cơ hội cuối cùng để thuyết phục được cô ấy. Mẹ lên. Mình quen nhau á là vì cái tính cách, chứ ngoại hình á thì thời gian này nó cũng sẽ biến mất mà thôi. Cho nên em đừng có nghĩ cái ngoại hình của anh quá trẻ so với em. Cái quan trọng là cái tính cách của anh có quá trẻ so với em hay không mà thôi. Hay. Câu này hay. Đặt ra nút bấm đi các bạn. Anh có quá trẻ so với em hay thôi. Thật kỹ nha. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu, trao cái duyên cho nhau để tiến tới hôn nhân. Nếu cảm thấy chưa sẵn sàng, không phù hợp, không bấm. Hãy đưa ra quyết định của hai bạn sau 3 tiếng đếm. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Tuyệt vời.
chúc mừng em trai. Chúc mừng em gái. Hồi hộp không em? Dạ có. Lo quá hả? Dạ. Nào nắm tay nhau đi. Em trai rất là bối rối. Có thể trong giây phút này chúng ta không bao giờ quên được, đúng không em trai? Sao em hù em trai chị vậy? Hả? Là em chọn ảnh từ câu nói cuối. Còn mấy câu nói hồi nãy không có chọn. Câu nói cuối rất hay nha. Cảm giác em trai lúc này thế nào? Dạ thì may mà nhờ có câu nói cuối. Do mình cố gắng đấy em. Bây giờ chúng ta thể hiện những gì mà các bạn đã bấm nút thể hiện. Đó là gì? Okay. Hôn nhau. Đẹp quá. Đây là quà tặng một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Một phiếu giảm giá 25% dành cho các bạn. Dạ. Làm dâu ở riêng gì cũng được hết anh, nhưng mà chạy qua chạy lại đều được hết. Có một cây số à. Dạ. Từ nhà anh đến căn hộ có một cây số à. À ngày còn nay đó. Nó gần sạch à. Gần sạch đúng không? Dạ. Vậy khỏe rồi. Bây giờ là tiến tới nắm tay. Nắm tay em còn búp bê cạnh nữa kìa. Còn nữa hả? Còn búp bê. Vô lấy đi. Còn quà nữa hả? Đâu rồi? Vô lấy đi sao còn quà. Rồi, búp bê. Lý do sao nhiều quà vậy? Gì? Em muốn bạn gái em hiền. Búp bê đại diện cho cái hiền. À, dạ hiền rồi. Đó. Dạ em cảm ơn. Xinh đẹp. Anh rồi. Còn, anh nhà tài xế anh tặng chiếc xe nè. Em chịu ngồi trong đây anh chở em. À. Dạ em cảm ơn anh ạ. Từ đó giờ đứng đó hát bài cho tặng gái luôn. Hát bài à. Hát bài à. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi. Yêu em nồng say suốt đời. Anh bờ quanh đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Yeah. Gặp nhau hôm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã chờ. Yeah, yeah. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Người em yêu hỡi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người em yêu hỡi. Mơ ước chỉ xa xôi. Em biết không em ơi, I love you. Được không Quân? Được quá. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, tới em gái hát đi. Hát đáp lại. Đáp lại liền em. Dạ. Mình đâu để mình lép dế vậy em. Em cũng hát không có hay. Nhưng mà thôi, anh nghe là được đến rồi. Đến theo chương trình thì em cũng hát một một xíu thôi dành cho khán giả trong trường quay, là cũng như là dạ nhảy hả? Em đâu biết nhảy đâu nhiều đâu. Nhảy tới bạn hát vậy không biết. Cũng được mà. Miền Cần Thơ gáo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa thơm bông, yêu tình yêu thấm duyên mặn nồng. Hey. Ai qua Tiền Giang xuống Phà Mỹ Thuận. Hey. Ai đi Hậu Giang bến Bắc Cần Thơ. Yo. Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang. Hết chưa đi em? Về Sa Đéc hay là hả? Về An Giang. Hay quá. Em mà hát một xíu nữa anh xẻo đi luôn. Nhảy mạnh lắm chứ. Sao mà dễ thương quá vậy. Em về nhà em vui em cười. Em xẻo luôn á. Hôm nay em cũng tấn vui lắm á. Mà thật lòng á. Lại vui à. Em mà thật dạ. Thà lắm, tính em thật. Đúng rồi, anh chưa thấy cái tính cách anh là thẳng thắn, nói rồi chứ vui. Không có để bụng. Bây giờ là anh hỏi nè, dạ. Thật ra em có rung động trước cô gái này không? Giờ bất mặt anh biết liền, nó đập 100 mấy rồi đó. Lên quá rồi hả? Hả? Dạ. À, muốn lấy vợ liền không? Nhưng mà bạn nói 6 tháng, đến năm thì cuối năm nay là đủ 6 tháng rồi đó. Bạn nói tùy theo cảm xúc, dạ. Quan trọng là mình tiến tới người lớn hỗ trợ thế nào, tiến tới liền luôn. Dạ. À, biết đâu tình yêu chăm sóc. Rồi gọi là tận tâm, bạn ấy sẽ chứng minh tình yêu của mình cho bạn ấy biết nha. Dạ dạ dạ. Rồi. Thôi được rồi, về đi, vậy là mình thể hiện được. Dạ dạ. Cái bản lĩnh của người đàn ông rồi đó. Còn tùy bạn gái quyết định thôi. Không bấm máy nhảy lên bấm đó nha. Dạ, bấm à, bấm chứ. Dạ, để tay nút bấm đi Quân. Bên là trái kìa. Đó, thích là bấm nha Quân nha. Dạ. Thích là bấm liền luôn, không chờ đợi gì hết. Đây chị cầm quà cho. Em gái suy nghĩ cho kỹ. Nếu như mình cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, đây có phải là nơi để mình cùng vượt qua sóng gió cuộc đời đi đến gọi là hạnh phúc, thì chúng ta hãy cho mình cơ hội bấm nút. Quyết định là tùy em đó nha. Còn bên anh là bấm rồi đó, không bấm má lên bấm. Em không bấm là tôi nhào vô tôi bấm liền. Nào. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Đã bấm, đúng rồi. Chúc mừng em.
chính thức đó, nắm tay nhau đi, chính thức rồi, mình chính thức hẹn hò với nhau rồi ha. Sao tự nhiên tới lúc này rung, nãy giờ không rung, tới lúc này rung là sao? Anh nắm tay em cái à? Rồi đó, vậy đó, đang tay vô. 20 mấy năm rồi chưa nắm tay phụ nữ, mình cảm giác sao không? Dạ, 20 mấy năm rồi chưa nắm tay phụ nữ, giờ mình cảm giác sao? Thôi trường lạnh mà em muốn hôi này biết rồi đó. Thích lắm hả anh Quân hả? Dạ. Thích lắm hả? Không phải, kiểu như là lâu lắm rồi cái mình không có quen ai á, giờ tự nhiên thấy có người bạn gái kế bên, tự nhiên nó thấy nó có cái sức sống gì đúng không? Nó vậy. Vậy thì việc đầu tiên anh phải làm đó là bỏ thuốc. Thì đó em bỏ, em bỏ từ từ mà. Chứ bỏ liền lúc dạ. dễ bị chết lắm. Hỏi với má đi. Biết chị. Dạ. Hỏi với má. À hàng cũng có rồi nè, thấy không? Con dâu má nè, thấy không? Đó. xin luôn cả nhà. Cầm video á con. Rồi mẹ cũng chúc mừng hai con. Nhờ chương trình làm một cái cầu nối á thì cho con hết ế, chứ bốn mấy tuổi ế quá rồi. Mẹ mắc cỡ. Bây giờ có gì rồi mẹ rất là hạnh diện với xóm làng này kia. Chứ còn cứ nói có thằng con trai mà sao không có vợ, sao kỳ vậy, nó không biết nữa. Nói sao không nói bị đầy, bị gì. Cái thằng kia kìa nó nói bị đầy, nó càng chiếc này vô lên chương trình về nè, mày coi bị đầy không. Mà hẳn vô ông kính nói với cái người đó là bây giờ tôi hết bê đê rồi, chuẩn bị chung mấy chầu nhậu đi cho mày. Mà năn nỉ hoài, nói đăng ký chương trình này nó không chịu đó. Nó chịu là 2-3 năm nay là nó có vợ rồi, nó không chịu. Rồi bây giờ cô đăng ký đại luôn. Dạ. Định mệnh đó cô đó. Hai rồi. Bạn phải đợi nhau để gặp nhau ở trên sân khấu này vào ngày hôm nay đó cô ạ. À. Rồi cái chương trình mới là điện cho cô dạ. Mới xin số điện thoại, thì mới trao đổi này kia nọ thì thấy nhanh lắm. Thấy chừng mười mấy ngày à, cô mừng quá trời. Mấy đêm nay cô mừng không ngủ đâu được. Cô mừng á, cô không ngủ được luôn. Bây giờ cô đã ghi thiệp hết rồi đó. Cô đã làm danh sách hết rồi đó. Cô lo trước lo sau vậy đó. Để cho con nó có cái máy ấm gia đình đi. Rồi mình an tâm. Chứ còn mình già quá rồi, cô gần 70 rồi. Chứ đâu có nhỏ nhen gì đâu, cháu ngoại 26 tuổi đi công an rồi đó. Rồi, chúc mừng nha. Thôi, rồi. Ừ, chúc thôi, bây giờ thì dạ, vậy thôi, là cũng chúc, may mắn lắm rồi. Em mỏi lắm á nha. Em coi chương trình gì mà có cái gì rút thăm mà chúng gì vậy? Mina soi gì. Hai con ngày mai. Rồi đúng rồi. Của chính mình. Dạ dạ đúng rồi. Chứ lại khoái coi Nguyễn Linh mà dẫn chương trình mà vì bạn xứng đáng á. Dạ. Khoái coi lắm. Dạ. Có Nguyễn Linh là cô coi em cũng mê lắm. Cảm ơn cô nhiều. Rồi. Dạ. Hâm mộ lắm. Dạ. À, hy vọng hôm nào đó Quỳnh Linh Ngọc Lan tới nhà cô chơi ha. Dạ. Dạ. Rồi dạ. Em gái cảm nhận của em thế nào? Dạ em giờ em vẫn thấy hơi hồi hộp. Hồi hộp. Tại dạ đúng rồi. Tí gặp mạnh rồi ha. Anh y sĩ thì vẫn sợ gì, có bệnh bạn gì đâu. Điều trị được hết á, điều trị được. Về nhà vui lắm á, tôi vui lắm. Chắc không có giận đâu. Nếu mà vợ giận á là mình gọi là cố gắng làm cho vợ vui nha. Thôi em từ đó giờ không có làm ai buồn đâu trời. Phải không? Đấy. Vậy cứ mỗi lần qua giận lên là nhảy là phải vui rồi. Em nhảy trong lần quăng. Bây giờ em coi trên mạng á, cái buồn buồn á, ở trên xe nghe nhạc biết rồi cái mình cũng muốn á vậy, biết một hai cái. Dạ. Yeah. Thôi được rồi. Thôi được rồi.